ra nhảy, nhìn vô có vẻ vô nhạc ha, nhưng cái động tác của bạn không có nhạc. Đó là một loại động tác tự phát. Anh ơi đừng có nhảy nữa, đừng có nhảy nữa, nó rất chị luôn. Trời ơi, đó là sự mời. Mọi người hôm nay nhìn anh xong cứ khen là anh gầy đi. Bây giờ rồi tôi sẽ làm trọng tài giữa hai bên. À, bây giờ hai bạn quần đã rách rồi cứ đứng lên ngồi xuống. Đừng Thành ơi, đừng động đậy nhiều nó lại tét ra thêm Thành ơi. Bạn này phải cũng hoạt động nghệ thuật đó anh, nhưng không phải vũ công đâu, tại vì những người hoạt động nghệ thuật thường bạn mang giày độn lắm. Vũ ca tỉnh táo lại, em mới tát vô mặt ai đó. Ủa anh thường hay mang giày độn hả? Bạn nghĩ sao vậy? Tôi chỉ mang giày đôn chứ không có mang giày độn. Ok à, hèn chi cái mắt cá anh nằm trên cao quá nè. Chắc chắn là không phải là review đồ ăn đâu, tại review đồ ăn là dáng phải như anh Thành mới đúng là review đồ ăn. Giang bỏ vệ em Giang. Ta là tao tán rớt hai cái niềng xe đạp đeo lên. Thành ơi Thành, thiệt cái Thành, em đừng có đi nghiêng. Em đi nghiêng vậy nè. Anh nhìn cái vòng ba của em nó bé rõ bạn đi Thành. Nghe vậy anh. Anh đi nghe nè cho nó. Ừ, em đi kiểu này đi. Dạ đi. Thành hiểu không? Chắc em đi giống như mình Thành vậy? Thành. Em đi ơi, tránh ra tránh ra. Giống như mình đi mình diễn rối dẹp á Thành. Diễn rối dẹp á, mình đi ngang vậy thôi. Đừng có đi như vậy. Bởi vì nhìn cái vòng ba em nó dung ra vậy nè. Isaac nói gì? Nói gì đi. Nói gì đi em. Thế đúng quá, nói gì nữa anh. Trời ơi. Uổng công cho một đời Trấn Thành khen Isaac anh đẹp. Anh vừa định mở miệng kia em bên anh. Không anh ơi, rõ ràng là nguyên một vàng cho thấy có mình anh là mập nhất á. Giang, để cho mọi người sử dụng tôi vậy sao? Thực ra kính thưa quý vị khán giả thân mến, nói về đồ ăn em cũng biết chút đỉnh. Thành ăn không phải vì Thành muốn mập hoặc là ham ăn, nhưng mà ăn là Thành có cái thời gian đó, thời gian giảm stress của Thành bởi vì làm việc quá nhiều. Nhưng mà em nghĩ điều đó là không nên. Cái mi xe về không ai sống trong một cái môi trường vậy. Hai đứa mình đi. Không được lại gần, nhìn kỹ. Mời em ngồi xuống. Kết luận là hát dở. Dặn dở đúng không? Ôi, em thấy cái hơi ra mạnh á. Miệng mồm rất là linh hoạt, gương mặt thanh tú, dáng vấp được. Hay. Hay. Còn Gil thì sao? Đội trưởng em nói hay thì em đâu dám nói dở anh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy? Trời ơi. Gia đình là vậy đó. Nhưng mà em nghĩ là hơi dở nha. Nhưng mà em nghĩ là hơi dở nha. Từ từ thấy thương quá, cô không biết có biết khác chắc không? Em mập quá. Bạn này ra nhảy, nhìn vô có vẻ vô nhạc ha, nhưng cái động tác của bạn không có nhạc. Đó là một loại động tác tự phát. Anh ơi đừng có nhảy nữa, đừng có nhảy nữa, nó rất chị luôn. Trời ơi anh. Đó là cái sự mời. Mọi người hôm nay nhìn anh xong cứ không, khen là anh tại gì vì đi. Theo những điều thường thấy em Hương, theo những điều thường thấy trong cuộc sống loài người á, là khi mình bị tẹt là khi mình ngồi xuống. Tức là gì? Cái vòng ba nó bè ra. Còn đứng vậy thì làm sao có thể bung được? Không, tức là nó đã tràn từ ở dưới rồi, nhưng khi đứng lên mình mới phát hiện ra là mỡ nó bị tràn. Anh à, em mới phát hiện ra một cái lỗ nữa. Thôi. Giấu luôn đi. Giấu luôn. Giấu luôn. Giấu luôn. Anh em mình thương nhau giấu luôn. Yeah. Từ giờ tới cuối chương trình là ngồi luôn, đừng có đứng lên nữa Thành nha. Anh em gì á? Tiếp tục chương trình. Sao bảy hát không hay được? Thề luôn là hát hay đó anh. Không hay cô à. Hay. Không. Bây giờ lát mà hay anh tính gì với em? Nếu mà vợ em tính gì anh? Chịu gì cũng chịu luôn. Bây giờ, rồi, tôi sẽ làm trọng tài giữa hai bên. À, bây giờ hai bạn quần đã rách rồi cứ đứng lên ngồi xuống. Đừng Thành ơi, đừng động đậy nhiều nó lại tét ra thêm Thành ơi. Bớt di chuyển dùm anh. Đều thuận lợi để cho mình tin là một người hát hay, và cái âm thanh phát ra
tròn sạch luôn. Hay à? Không, lừa đấy, lừa. Biên tập, em còn non lắm. Minh Hằng mới nghe hai chủ nhà nhận xét, anh thấy cái sự hoang mang nó hiện rõ trên mặt của em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nhận xét về bạn ấy thế nào? Em thấy anh Thành có vẻ hăng say quá, chắc là tại vì có hai người đẹp ngồi kế bên nên hăng quá. Anh giảm lại xíu để em sợ em khớp quá. Thành nghĩ, thật sự mà nói thì em thấy số một là chết rồi, nước miếng văng tùm lum. đổi tin, tôi bắt đầu thích không? Thích tin hơn rồi đó. thấy nó đẹp mà thấy quế này đó. Đây là một cô bé tóc mây, mẹ nhốt trên cái gác rồi chưa biết thế giới bên ngoài là gì cả, cho đến khi cô bé thả mái tóc xuống, leo xuống thì bị con sói già ăn thịt. Rồi từ từ em sẽ nói. Nhưng mà em thấy là anh nói là bạn số một hát không hay đúng không? Dạ vâng. Thì Hằng cũng nói vậy mà. Dạ đúng rồi. Rồi sao vậy anh? Vẫn không hay quá. Xuống hai người cùng quan điểm mà anh Thành sao vậy? Anh nghĩ sao Thành? Sai rồi. Cái cách trình bày của con bé làm cho em nghĩ là nó nói con bé hát hay. Em sai. Ok. Chịu quá đây chịu. Trời, anh không ai ngồi chung với anh được. Cho em xin khăn giấy được không mọi người? Văng nữa em. Ướt nữa hả? Em có cảm giác như Minh Hằng nó không có ưa em và nó cố tình về đây. Mà hồi nãy nó không muốn về, rồi thằng bé này bắt nó về, rồi bây giờ nó khó chịu, nó kiếm chuyện để nó đổi đội. Không có anh Hạnh, em trong khi Dương Chiêu Vũ hướng về em thì lại không được. Ủa cái gì mà hướng Vũ về em vậy? Không hướng về Thành thiệt, mà thiệt ra đâu muốn vô đội Trường Giang đâu, nhưng mà tại bị vậy thôi. Trời ơi, trời ơi, tổn thương. Tại vì lần trước em đã ở trong đội Giang rồi, và em muốn cho công bằng cho chương trình. Thiệt sự là em muốn vô đội của Thành, chứ em cũng đâu thích Thành đâu. Đâu có thích Thành đâu nghe không em? Đừng nói mà, đừng nói mà. Đừng nói mà. Thành ơi, hôm nay, riêng hôm nay là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Đây, đây, đây. Hằng ơi, bây giờ em khô ráo chưa? Dạ không, hồi nãy em gọi mọi người xin khăn giấy là tại vì em sợ anh Thành ướt thôi, chứ đâu phải là tại em. Trời, bé nó khéo ăn nói dễ sợ không? Em nói thiệt anh, em không nể tình nghĩa anh em mấy chục năm, với lại nó đẹp là em tán nó trâu phải. Em nói thiệt á, chứ nãy giờ cái máu em làm điên rồi tới đâu. Ca. Dạ. Nói gì đó nghe được không? Nãy giờ là em bận ngắm cái anh này, em ngắm từ trên xuống dưới luôn á. Em để ý coi cái biểu cảm gương mặt, cái ánh mắt của anh như thế nào. Anh cười mỉm nãy giờ. Nãy giờ anh cười mỉm mà anh liếc liếc hoài. Mỗi lần mà ai mà nói tới từ hát dở một cái là bắt đầu anh vậy nè. Em để ý thấy giờ kỹ lắm luôn á. Rất là nhiều người nói anh hát dở là thái độ anh y vậy luôn. Tao nói lại coi, em hát dở. Đó, thái độ liền. Đó, nói dở, em nói lại coi, em lòng tiếng ra chứ. Em hát dở. Dở bằng ông không? Cái mặt giống Nu Phước Thịnh mà dựa vào cái thuyết âm mưu của chương trình đưa ra, thường những sự hoàn hảo sau lưng nó là một giọng hát hoàng hồn. Bạn này hồi nãy trong cái clip này không phải vũ công. Bạn này phải cũng hoạt động nghệ thuật đó anh, nhưng không phải vũ công đâu. Tại vì những người hoạt động nghệ thuật thường mang giày độn lắm. Cô ca tỉnh táo lại. Em mới tát vô mặt ai đó. Ủa, anh thường hay mang giày độn hả? Bạn nghĩ sao vậy? Tôi chỉ mang giày đôn chứ không có mang giày độn. Ok. Hèn chi cái mắt cá anh nằm trên cao quá nè.